Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Vios nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản E, phiên bản G. Phiên bản E thì có phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Còn ở phiên bản G là cái phiên bản cao cấp nhất, phiên bản số tự động rồi, cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Toyota Vios này ở cái phiên bản G các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được 8 vạn km rồi các bạn ạ. Và biển Hà Nội, biển rất đẹp các bạn này. Đấy, 30A16933 các bạn nhé. Đấy, song tài 69 còn 33 nữa, cho nên là cái biển này rất đẹp nhá, biển song tài, biển kép. Đấy. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng tôi cũng vừa mới mua về được đến cửa hàng thôi. Chưa có dọn rửa thế nào nhá, mua về như nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem chiếc xe này ngay đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2014 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios G 2014 này các bạn nhé. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2014 là cái bản G các bạn nhé. Bản G thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ hết cả option rồi các bạn ạ. Đấy, đây là bản G này. Bản G là cái phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầu màn hình nguyên bản của xe này, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết cả rồi. Và nhìn ở cái phần bao gió sau các bạn thấy đấy ạ, cái cụm đèn hậu này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy, cụm đèn hậu này đều mới này và đều đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nhé. Dàn lốp của xe đấy, dàn lốp còn rất dày đấy quý bạn xem này, cái dàn lốp rất là dày nhá. Và chiếc xe này thì chúng tôi còn chưa rửa đâu các bạn ạ, chưa rửa, chưa có làm gì cả, vừa mua về là tôi đem ra đây tôi quay luôn cho quý bạn xem đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu, nhìn về phần đầu thì chúng ta biết luôn đây là cái bản G. Bản G là phiên bản cao cấp nhất thì xe được trang bị đèn pha bi xenon này. Đấy, bản E thì chỉ là đèn halogen thôi nhé. Còn đây đã có đèn bi này. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được là chủ xe lắp thêm cái phần cảm biến trước này. Phía bên dưới thì đã được trang bị đầy đủ cả đèn gầm này. Đèn gầm này. Đấy, và mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Gương chiếu hậu thì gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, cái phần này là gương chiếu hậu này, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, la răng đúc rồi. Bản G là bản đầy đủ nhất các bạn nhé. Nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài, nước sơn zin của xe còn rất là nhiều các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn rất mới, rất là đẹp đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này nhé, chúng tôi đã cam kết là không tai nạn, không ngập nước rồi, còn nguyên bản hết đấy ạ. Nhìn về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy đấy ạ, không có vấn đề gì cả, xước sát cũng không, vì chiếc xe này thì chủ xe đi rất là ít các bạn ạ. 2014 mà chiếc xe mới lăn bánh có 8 vạn thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ bên trong, cũng như là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Mở cái cánh cửa phía trước bên lái này ra này. Đấy, keo chỉ bên trong đây còn nguyên bản hết các bạn nhé. Keo chỉ này còn nguyên này, tắp bi cánh cửa này rất đẹp luôn và còn rất mới luôn quý bạn nhá. Nội thất ghế da nguyên bản rồi. Bản E thì có ghế nỉ thôi chứ còn bản G thì có ghế da nguyên bản rồi. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2014 đây quý bạn nhá. Đăng ký là tên tư nhân biển Hà Nội đấy ạ. Rất đẹp này.
gương chiếu hậu là gập điện rồi này. Đấy, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì cả, cho nên là nó hơi bẩn một chút các bạn ạ. Đấy, dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó lên rất là nhiều đây. Nhưng mà chiếc xe này nó quá là đẹp rồi, từ 2014 đến bây giờ mà còn mới còn đẹp như này thì cũng rất là ít các bạn ạ. Trên thị trường không có nhiều đâu, vì ở những chiếc xe Vios là nhiều xe chạy dịch vụ các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho các bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Táp đi cánh cửa này rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và sàn đấy, đều rất là đẹp luôn, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu. Mua về như nào là tôi còn để nguyên đây này, tôi quay luôn vẫn còn bẩn các bạn nhé. Chưa có dọn dẹp gì cho nên là nó hơi bẩn một chút. Với chiếc xe này thì phải dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên thì nó lại rất là mới. Chưa có dọn dẹp gì nhưng nó rất là mộc mạc các bạn ạ. Tôi biết là rất nhiều người mua những chiếc xe này là thích sự mộc mạc, thích nó nguyên bản cơ chứ không thích là làm đẹp lên rồi, không thích nó long lanh như bày ở showroom. Đấy, thì bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong các bạn nhé. Này, xe bản G thì là đã được trang bị sẵn rồi, màn hình, đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này. Bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho quý bạn cùng xem nhé. Đấy, tôi đã nổ máy rồi. Chiếc xe này lăn bánh được 8 vạn cụ thể với là 7 vạn 9 này các bạn này. 7 vạn 9 này, còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Và ở bản G này thì xe cũng đã được trang bị là điều hòa tự động này. Đấy, điều hòa tự động đây các bạn nhé. Bản G mới có thôi, chứ bản E thì chưa được trang bị điều hòa tự động đâu. Bản E vẫn là điều hòa cơ. Và xe thì có sẵn luôn là cam hành trình này. Đấy, táp bi này, táp lô này, đều rất là đẹp các bạn nhé. Táp bi, táp lô đều rất đẹp này. Vô lăng, cần số này, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp này. Toàn bộ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất mới. Quý vị có xem thấy không ạ? Chưa có dọn dẹp gì mà nó đã mới, đã đẹp như này rồi này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái cốp sau của chiếc xe này. Từ ốc cốp sau này đến keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này đều nguyên bản này. Những cái tấm nỉ chắn cốp này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cốp sau nó như thế này. Ở những chiếc xe bản G này thì không có xe nào chạy dịch vụ đâu các bạn ạ. Vì bản G nó đắt cho nên là ít người chạy dịch vụ. Bản E thì để chạy dịch vụ nhiều. Đấy, cho nên là nó không bị xước này. Những cái phần nỉ này trong khoang cốp này nó còn đẹp luôn. Đấy, chỉ có bẩn là do chúng tôi chưa có dọn thôi. Đấy, những cái này là bẩn này. Bẩn là chúng tôi chưa dọn nhé. Chủ xe có cái tấm này rồi để chắn cốp này. Đấy, rất đẹp luôn. Lốp sơ cua còn rất mới các bạn nhé. Bẩn một chút thôi chứ còn rất mới đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau này, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên này, táp bi cánh cửa còn nguyên này. Đấy, ốc bản lề này, ốc bản lề còn nguyên luôn các bạn nhé. Đấy, táp bi này, nội thất phía sau này rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, chẳng qua là chưa có dọn dẹp gì thì nó còn hơi bẩn một chút nhé. Tôi quay rất thật các bạn nhé. Nhiều người lại cứ phải dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên thì mới quay. Riêng tôi thì mua xe về là tôi có thể nào là tôi quay trước đã, sau đó rồi tôi sẽ dọn dẹp dần dần. Đấy, có thể xong dọn dẹp sạch sẽ xong rồi mà tôi chưa bán thì có thể tôi lại có thời gian thì tôi lại làm thêm một cái video nữa. Đấy. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem này. Cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết này. Táp bi cánh cửa đây, thưa với quý vị các bạn nhé. Táp bi còn rất đẹp này. Bậc cửa này, chủ xe cũng đã lắp cái inox này chống cả 4 cái bậc cửa này, chống xước này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận nhé. Ốc thì toàn bộ những cái ốc ở trong cánh cửa là còn nguyên bản hết này. Đấy, nội thất ghế này rất đẹp luôn các bạn nhé. Ghế da này là ghế da nguyên bản của xe nhé. Toàn bộ từ táp bi này cho đến táp lô này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Vô lăng này, vô lăng còn nguyên này, cần số này, tay phanh còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios G 2014 này là một cái khối động cơ xăng V8
VVTi 1.5 lít các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là chúng tôi mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu, nó còn bẩn nguyên đấy ạ. Đấy, cơ bản nó còn bẩn nguyên nhưng mà còn rất là đẹp các bạn nhé. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 8 vạn km thôi, cho nên là còn rất mới, rất là đẹp. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó rất đẹp đấy ạ. Đây, những cái ốc này là chủ xe cũng rất là cẩn thận này, bôi hết cả mỡ bò vào những cái ốc này để chống han, chống gì đấy ạ. Đấy, bác chủ xe cũng rất là cẩn thận luôn các bạn nhé. Và cái ốc chân máy cũng thế này, đây là những cái ốc này rất hay bị chuột nó hay nhảy vào đây là nó làm cho han gì nhá. Thì đây là nó còn nguyên bản hết này, ốc còn nguyên hết này, chưa có bị con ốc nào tháo ra nhá. Điều này là chứng tỏ chiếc động cơ này là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Còn nguyên bản, còn rất đẹp đấy ạ. Đấy, động cơ nguyên bản này và ốc cabo cũng còn nguyên bản đây các bạn này, keo chỉ cabo còn nguyên này, keo chỉ cabo này, tem còn nguyên hết luôn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên, còn nguyên bản hết luôn nhé các bạn nhé, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu cả. Đấy, còn nguyên, không những còn nguyên và còn rất đẹp đấy ạ. Cái động cơ này chưa dọn mà nó đã đẹp như này rồi, thì điều này là ta thấy được là chủ xe cũng giữ gìn đấy ạ. Chứ vì từ 2014 đến bây giờ thì cái động cơ nó cũng sẽ, nếu như không giữ gìn thì nó sẽ rất là bẩn rồi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios G 2014 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 398 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios G 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios G 2014 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.